Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay cần câu cho mọi người xem và lựa chọn. Hôm nay thì mình quay cần câu tai hết nha mọi người, cần câu tai hết. Đây, đầu tiên là cái cần tay Daiwa. Cần tay Daiwa nha mọi người. Đây, cây này chất liệu phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%, 75-80% thôi, hơi bị xây sát nhé. Đấy, đột của nó đây. Đột của nó là dính sơn trắng đây. Sơn trắng cái đầu đột này. Đây. 1 2 3 4 5 giống nha mọi người, 5 giống. Đấy, 5 giống nha mọi người. Cần này dài 4m4. Thu vào là 1m1. Đột là 1 ly. Cân nặng là 220g. 220g. Cái này cái số 1. Số 1 160.000. Số 1 160.000 nha mọi người. Số 2. Số 2 là một cái cần siêu đẹp. Này. Cái cần này siêu đẹp nha mọi người. Đây. Cần này đẹp lắm nha mọi người. Đây. Mọi người nhìn cái cuốn dù của nó này, đẹp lắm. Cần này dài 4m5, thu vào là 1m03, đột là 1,8 ly, cân nặng là 280g. Cần này của cái hãng gì thì giờ không thấy rồi nè. Không thấy cái tem rồi nè. Đây, đột của nó đây. Đột khá là to nha mọi người. Đây. 1 2 3 4 5 giống nha mọi người, 5 giống tất cả. Đây. Cần này cần số 2. 200. Số 2 200. Số 3 là một cái cần kinh tinh. Đây, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng được 80% nha mọi người. Đây, đột của nó to đây. 1 giống, 2 giống, 3 giống, 4 giống. 4 giống nha mọi người. Dài 3m6, thu vào là 1m, đột là 2,2 ly, cân nặng là 160g. Cái này cây số số 3, 150.000. Số 3 nha mọi người. Số 3, 150.000. Số 4 tiếp tục là một cây cần của hiệu Ibesu, nội địa Nhật nha mọi người. Đấy, cây này chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 80%. Đây, cái đọt còn những bị gãy một tí rồi, gãy một tí thôi nha mọi người, đọt những bị gãy một tí thôi. Này, 1 giống, 2 giống, 3, 4, 5, 6, 6 ống nha mọi người. Nắp phía sau của nó chắc là bị bể rồi, người ta vặn cái nắp khác vào, người ta uống keo này. Dài 5m3. Thằng này 5m4 nhưng mà nó bị gãy một đoạn nên thành nó bị gãy một đoạn đột nên còn 5m3. Thu
thu vào 99 cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 220 gram. Cây này cây số 4. Số 4, 170.000 nha mọi người. Số 5 là một cây cần Naniwa. Đây. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng 85-90% trở lên. Đây, đọt của nó đây. Rất là mạnh dễ nha. 1 2 3 4 5 5 giống nha mọi người. Cái cần này dài 4m3, thu vào là 1m, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 180 gram. Cây này cây số 5, 190.000. Số 5, 190.000. Số 6 là một cái cần Nixing. Nixing. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 75-80% thôi, bị sai sát này. Chỗ này như có mẻ một tí nha mọi người, bị mẻ ở đây nữa nè. Đầu này. 1 2 3 4 5 6 6 giống nha mọi người. Sao giống tất cả. Cần này dài 5,5 m, thu vào là 1,02 m, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 310 gram. Cây này cây số 6. Số 6 180.000. Số 6 180.000 nha mọi người. Rồi, số 7 là cây cần này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Made in Korea nha mọi người. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 90% trở lên. Đọt của nó đây. 1 giống, 2 giống, 3 giống, 4 nha mọi người, 4 giống tất cả. Cần này dài 3,6 m, thu vào là 1,01 m, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 120 gram. Đây này cây số 7. Số 7 130.000. Số 7 130.000 nha mọi người. Số 8 là một cây cần kinh tên. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85-90%, 90% trở lên. Này, đọt to này. 1 2 3 4 4 giống nha mọi người. Cần này dài 3,6 m, thu vào là 1 m, đọt là 2 ly, cân nặng là 140 gram. Đây này cây số 8. 150.000. Số 8 150.000 nha mọi người. Tiếp theo số 9 là cây cần của hiệu gì đây, giờ không chỉ có chữ này thôi. Đấy.
chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Đọt này. Đọt này cái sợi vải là hết trật hết cỡ rồi nha mọi người. Này. 1 giống, 2 giống. 3 4 5 5 giống nha mọi người. Cần này dài 4 mét, thu vào 95 cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 140 gram. Đấy. Cây này cây số 9. Số 9 160 nha mọi người. Số 10 lại tiếp tục một cây cần Naniwa nhé. Cần Naniwa chất liệu là phíp. Đấy. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85% từ đây. Đây, đọt của nó. Đọt mảnh nha mọi người. 1 giống. 2 3 4 5 5 giống tất cả. Cái cần này dài 4,3 m, thu vào là 1 m. Đọt là 0,7 ly, cân nặng là 160 gram. Cây này cây số 10. Số 10 190.000. Số 10 190.000 nha mọi người. Số 11 tiếp tục là một cây cần tay kinh tên, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85% trở lên. Nó bị một cái là nó mắc cái nắp vặn ở cái đuôi cần nhé. Mắc cái nắp vặn ở đuôi cần về, mọi người cắt miếng su, mọi người chụp vào đây nhé. Đây, đọt của nó đọt lớn thế này đây. 1 giống, 2 giống, 3 giống nha mọi người. Cái cần này dài 2,7 m, thu vào là 99 cm, đọt 1,9 ly, cân nặng là 80 gram. Cần này số 11. Số 11. Số 11 101 nha mọi người. Số 11 101. Số 12 là một cái cần kim tinh tiếp theo. Cần này thì nhỏ thôi, size nó nhỏ. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần nó khoảng 90% trở lên. Đây, đọt của nó. Một, hai, ba giống tất cả nha mọi người, có ba giống thôi. Cái cần này dài 2,7 m này, thu vào là 1,02 m, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 60 gram. Đấy, cây này cây số 12, giá 100 nha mọi người. 12 100 12 giá 100. Tiếp theo cái cần số 13 là cái cần Olympic, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85% trở lên. Đọt của nó đây. Một giống. Hai. Ba. 4 4 giống nha mọi người. Cần này dài 3 m nè,
thu vào 92 cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 120 gram. Cái này cây số 10 mấy rồi? Số 13. Số 13, 120 nghìn. Này, cái cặn có chữ này đi nha mọi người. Chất liệu là phíp, dính keo này. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cặn này khoảng 85%. Đây, đọt của nó đây. 1 giống, 2 giống, 3 giống thôi. Cặn này nhỏ gọn. Này. Cái cặn này dài 2m4, thu vào là 86 cm. Đọt là 0,8 ly, cân nặng là 60 gram. Đây này số 14. 100 nghìn. Số 14 100 nghìn nha mọi người. Là cái cần hiệu gì giờ cũng mắc cái tem rồi. Không biết hiệu gì luôn. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80% trở lên. Đọt to này. Một giống, 2, 3, 4 giống nha mọi người. 4 giống. Cần này dài 3,5 m, thu vào là 1,02 m. Đọt là 2,1 ly, cân nặng 140 gram. Đây này cây số 15. 130 nghìn nha mọi người. 130 nghìn. Mười sáu là cái cần này cũng bị tróc tem rồi. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì nó bị mắc cái nắp vặn đây nè, mắc cái nắp vặn này. Mình phải cái này người ta dán sẵn keo rồi nè, dán sẵn keo để khỏi rơi mấy cái ống rồi nhá. Mọi người về chế cái nắp xu vào đây. Đấy, đọc rồi. Ngoại hình của cái cần này khoảng không tính cái nắp phía sau thì nước sơn của nó cũng được 85% nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giống nha mọi người, 7 giống tất cả. Cái cần này dài 5m1, thu vào là 85 cm, đọt là 1,1 ly, cân nặng là 280 gram. Đây này cây số 16. 170 nghìn nha mọi người. Cái cần số 17, một cần nước sơn khá là mới đẹp. Đây, cần này nước sơn đã được 95% nha mọi người. Đấy, chất liệu là phíp. Đây, đọt lớn nha mọi người. 1, 2, 3, 4 giống tất cả nha, 4 giống. Cần này dài 3,6 m này, thu vào là 98 cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 140 gram. Đây nó bị hư cái nắp đuôi, thành ra người ta quấn keo vào đây. Về một người chế cái nắp xu vào đây cho nó đẹp nha. Cây này cây số 17. 130 nghìn. 17, 130 nghìn.
18 là một cây cần Ryobi, chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 80%, 75-80% thôi. Miếng sơn hơi khá bị sức nhé. Đấy, một giống, 2 3 4 5 6 giống nha mọi người, 6 giống tất cả. Cái sơn chỗ này cũng bị tóc rồi nè, dính keo, không, đoạn này dính, dính keo, dính bột gì đây. Cái cần này dài 5m4, thu vào là 1m03, đột là 0,8 ly, cân nặng là 320g. Cái này cây số 18, 160.000. 18, 160.000. Tiếp theo là cây cần số 19. Rồi, khá là xuất sắc như thế này đây. Cần này chất liệu phíp nha mọi người. Đọc của nó đây. 1 2 3 4 5 6, 6 giống nha mọi người. Đây, cái cần này dài 5m rưỡi, thu vào là 1m02, đột 0,9 ly, cân nặng 400g. Cái này cây số 19, 120.000. Rồi, số 19 này cũng kết thúc số cần trong video này của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship. Và mọi người lúc nhận hàng á, mọi người được phép mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận giúp mình, là xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển nha mọi người. Thì có gì mọi người báo cho mình ngay luôn, mình sẽ không giải quyết những trường hợp cứ nhận hàng bừa xong rồi mới báo cho mình vị này vị kia nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.